Bạn đang có nhu cầu mua ạc Liên Quân giá rẻ, hãy đến với shop đệ tử.vn, nơi bán ạc uy tín, nhanh chóng, chất lượng và hiện đại. Chào mừng tất cả các game thủ chân chính của Liên Quân Mobile. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành ra thời gian quý báu để có thể quay trở lại với kênh Đệ Tử. Mình là Đệ Tử đây. Hôm nay chúng ta cùng nhau chơi về con tướng lầu reo với cái bộ trang phục mới luôn ha. Đó chính là bộ trang phục lạc thần. Anh em có thể sở hữu được bộ trang phục này trong cái sổ sứ mệnh nha. Để có thể sở hữu sớm thì anh em cần phải mở full cấp luôn. Hoặc nếu anh em cái điều kiện kinh tế còn eo hẹp, chúng ta có thể chơi theo cái kiểu là cài từ từ. Thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có được cái bộ trang phục này mà thôi. Một bộ trang phục mà mang lại cái niềm tự hào của dân tộc, có cả lòng tiếng Việt luôn nha em. Tiếng cực kỳ hay luôn ha. Rồi đang chuẩn bị cho một trận giao tranh đây, đó chính là mập địch 9kg cơ khí à. Chúng ta tốc biến quá tham lam đến từ vị trí của con tướng lầu reo trong tay của đệ tử. Chúng ta dính phải 3 hit trụ và lượng máu không còn nhiều, tạm thời rút lui. Quá tham đi đúng không ạ? Lâu lắm rồi tôi không có chơi về con tướng lầu reo. Những cái pha cân tim hồi xưa bây giờ tôi cũng cảm thấy rất là khao khát anh em ạ. Và cái đợt giao tranh lúc nãy, một tình huống lộn cái bờ của chúng ta. Vì quá ham mạng chúng ta đã tốc biến đi. Tenat của ta không còn nhiều máu nha. Slim nhảy đi bắn liên tục lên người của Khí khô cũng không có sát thương gì cả. Rishi đang một mình cân hai kìa, nhưng của ta cũng không còn nhiều luôn. Mập địch được lộ diện rồi, nhưng đó chủ yếu là một tình huống huề hoảng và tạm thời rút lui. Thì cũng đã lâu lắm rồi kênh Đệ Tứ không có chơi cho mình con tướng lầu reo. Hôm nay chúng ta được một dịp để mà có thể trải nghiệm cái bộ trang phục xịn, một bộ trang phục mới, một bộ trang phục đầy cái niềm tự hào dân tộc. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có những cái tình huống giao tranh mà khiến cho những thành viên team bạn bị sói tráng ha, để rồi chúng ta được sáng trói. Bây giờ lao vào nè, lập pháp trận rồi, đang quẩy thần khí trống đồng đang được triệu hồi, đang xua đuổi và đang bao phủ khắp đội hình team bạn. Hai đứa mất đi, double kill mang về cho con tướng lầu reo. Quá đã đi, đáng tiếc là cái pha lúc nãy mình không còn tốc biến nha. Nếu như chúng ta còn tốc biến, chúng ta có thể thẳng thừng và bay vào cho một pha băng trụ luôn. Tốc biến là một trong những biện pháp mang lại cái lợi ích tránh thai cho chúng ta cực kỳ tuyệt vời. Hen bị kéo về, cú spay mập địch nha, chặn đầu mập địch nè. Bằng con đường ánh sáng, sát thương phép đang nổ, nó đủ để có thể giết được mập địch. Và đây là điều cục bá đạo thuộc về cho chúng ta. 3 phút thi đấu đầu tiên, có được một trụ từ đường trên rồi. Sự khởi đầu cực kỳ xanh xao. Rồi ok con dê, chúng ta sẽ cố gắng quẩy nhiều hơn trong trận đánh này với chất tướng lâu reo nha anh em. Anh em tụi mình nói qua sơ một tí về con tướng lâu reo đi ha. Thì tôi sẽ lựa chọn con tướng lâu reo khi mà tôi thấy rằng cái đội hình team bạn có cái khả năng di chuyển nó tương đối là tù. Các bạn có thấy mập địch không? Chúng ta hoàn toàn không sợ mập địch luôn. Chỉ cần chúng ta lên cho mình cái đôi giày kiên cường và chúng ta sử dụng tinh tế một tí đến từ kỹ năng thứ hai chúng ta là hoàn toàn có thể phá giải được cái chiêu cuối nuốt chửng của mập địch luôn. Nó không thể nào nuốt trúng được chúng ta đâu nha. Bắt đầu giao ra nổ ra, mập địch anh ta nuốt chửng rồi, anh ta nuốt hụt rồi. Vào lét ở góc trên, cái góc bắn của ta quá đẹp đi, không thể nào chơi được đâu nha. Wow, vào lét của ta liên tục có những pha núp lùm thần trưởng nha. Then cũng đang núp bụi chuối, Slim phóng giết lao, trúng rồi nha, đang rẽ, Then bị kéo về, Rishi nằm xuống rồi, Then sẽ phải bỏ mạng, anh ta chưa kịp dùng Excalibur, Khí khô anh ta tàn hình, ẩn thân thuộc đến từ anh ta, Slim bật cho mình thuốc cà rốt, đang truy đuổi lên người của Khí khô, vào lét ở ngay phía sau, mập địch hậu thuẫn cho cô ta. Và tiếp tục là rút lui, ăn được một mạng mà thôi. Lại kéo hộp rồi. Slow cơ khí đang áp đảo giao tranh. Con xe đang tràn vào, máu không còn nhiều. Có thể nào lấy trụ không? Chúng ta đang có cho mình hai xạ thủ. Chiếc lao cơ khí chuẩn là người vào lét, bay vào, pháp trận thần kỳ được bật ra. Chúng ta đang quẩy, sát thương phép tiếp tục nổ và truy đuổi trên viên tiên mạng. Rồi bây giờ thấy mụ nội luôn rồi. Double kill, Rishi tốc biến bỏ chạy, dùng cho mình những con bướm và chúng ta gục ngã. Đệ tử không thể nào chống chọi lại những con bướm khi mà nó bay lanh quanh. Khi mà Rishi cô ta đưa rất nhiều con bướm vô mặt đệ tử, và đệ tử không thể nào chống chịu được điều như vậy anh em ạ. Chúng ta đã phải bất lực mà nằm xuống. Nhưng đây là một đợt giao tranh mà trao đổi rất có lời. Một mạng đổi hai mạng đúng không ạ? 6 đêm mà gục rồi. Solo cùng với BD, đó chính là cô nàng Amelie. Cô ta bật cho mình chiêu cuối để bỏ chạy. Cô ta sợ BD rồi. Cô ta không dám chơi BD trong tình huống vừa rồi. Then anh ta làm chỗ được hai người, đó chính là Gươm Thần. Hãy cẩn trọng, hãy bảo kê cho Slim đi. Slim cũng rút lui rồi. Con rồng lộn có vẻ như nó sẽ được khởi động ở giai đoạn này đến từ bàn tên. Con rồng Skydust đang bị kéo ra và nó đang được chiếm bù đến từ tất cả các thành viên chúng ta, xác suất cao.
là chúng ta sẽ chiếm bù được con rồng này anh em ạ. Anh em tụi mình nói qua sơ một tí về con tướng Laurel này đi nha. Cái sức mạnh của con tướng Laurel là nó nằm ở đâu? Theo tôi nghĩ thì nó nằm ở cái nội tại đó anh em. Cái nội tại trời phạt của con tướng Laurel nó mang lại cho chúng ta cái khả năng hồi phục, nó mang lại cho chúng ta được cái khả năng gây ra một lượng sát thương chuẩn. Điều đó nó cũng đã củng cố và nó cũng đã cho chúng ta biết được rằng cái phương châm, cái phương án mà chúng ta lựa chọn, cái lối trang bị cũng giống như là cái bản ngọc cho con tướng Laurel này như thế nào. Nó sẽ phải đảm bảo được những yếu tố về khả năng hồi phục, về khả năng chống chịu. Rồi thấy mụ nội luôn rồi, không sao, đang cố gắng ôm trụ được rồi anh em ạ. Đồng đội đang tới rồi nha. Reese dính chiếc lao Goodbye Baby, một tình huống hấp diêm tập thể đến từ đồng đội của chúng ta. Tiếp tục mẫu chuyện của chúng ta nào. Như nãy mình đã nói, nó sẽ phải đảm bảo được những yếu tố như sau: chống chịu, hồi phục và giảm thời gian hồi chiêu. Đó là những thứ mà cực kỳ cần thiết cho con tướng Laurel, đúng không ạ? Rồi, còn một điều nữa chính là cái khả năng giữ vị trí của các bạn. Cái vị trí mà các bạn tham chiến, cái thời điểm mà con tướng Laurel bay vào một đợt giao tranh sẽ là cái giai đoạn giữa của cái pha combat. Nó không phải là mở đầu combat đâu, mà kiểu như những đứa khống chế cứng đó, nó mất đi cái kỹ năng đó đi, là cái thời điểm mà chúng ta bay vào quẩy. Và hãy cố gắng lựa chọn cái góc như nào mà nó gần mấy đứa sát thương chủ lực nha, xạ thủ, pháp sư này nọ các kiểu đó các bạn. Rồi một cái yếu tố cuối cùng nữa chính là cái yếu tố may mắn. Chúng ta cần một chút may mắn chúng ta mới có thể tỏa sáng với con tướng Laurel này được. Ok con dê, con xe đang tràn vào, một cơ hội để chúng ta có thể gia tăng thêm số lượng trụ đây này. Reese một mình cô ta chống chọi, cô ta bật cho mình mưa sao băng một phát nữa rồi. Nhưng bây giờ mưa sao băng của cô ta có tác dụng gì không đây? Cô ta đang nằm trên một thấy gọng kìm, đây là bánh mì kẹp thịt mà chúng ta ca ớt được cái mạng đó đi. 7 mạng luôn rồi nha anh em. Ok con dê, lao vào thôi nào. Cái combo chuẩn của con tướng Laurel này thì cũng đơn giản thôi. Thả diều cấu rỉa từ xa bằng kỹ năng đầu tiên là con đường ánh sáng. Đến thời điểm chuẩn bị giao tranh thì chúng ta bật chiêu cuối, chúng ta quẩy liên tục bằng chiêu 2, cố gắng bay trúng đối phương nha. Lorenzino, anh ta lao vào rồi, dính chiếc lao cơ khí nhưng người ta miệng khống chế. Tiếp tục nhảy, tiếp tục múa, nhưng vấn đề là đợi tức không thể nào bay được đi, bởi vì họ thường xuyên chui vô những bụi cuối. Mập địch bật cho mình rút chuẩn rồi, khi cô anh ta tàn hình, anh ta chạy đi, Lorenzino cũng chạy được luôn. Một trong những cái điểm mà gần như là hạn chế con tướng Laurel này anh em thấy không ạ? Khi mà giao tranh ở những cái bụi cỏ, team bạn chỉ cần thập thỏm trong bụi cỏ là chúng ta sẽ không có tầm nhìn. Điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta không thể nào tích quạt được những cái nội tại lên những thành viên team bạn. Và cái khoảng thời gian hồi chiêu đến từ cái đôi cánh thần khí của chúng ta nó sẽ chậm đi anh em ạ. Cậu vậy như chuẩn bị đánh nhau đây, Regino anh ta tóc biển dùng cho Brigitte. Anh ta giết thành công Terras rồi, anh ta bị kẹt trong danh 3 người và anh ta cũng sẽ phải bỏ mạng mà thôi. Vào lét kìa, cô ta đang nhộn lào, cô ta đang nhạo, tất cả các thành viên chúng ta vẫn đang liên tục là những cái đụng bắn bằng cái đại bác đi. Một pha giao tranh mà tương đối là thốn liều nha, giữ vị trí cực kỳ tốt. Khi cô liên tục sử dụng cho mình cái chuỗi combo được gọi là tàn hình, sau đó bay ra sử dụng gậy như ý tiếp tục tàn hình lui về. Ok con dê, tạm thời rút lui và hồi hoãn. Chúng ta bị mất đi cô nàng Terras, một nguồn sát thương chủ lực đến từ chúng ta. Con tà thần Caesar và con rồng lộn vẫn đang là những con vật chưa có chủ. Khi mà mình chơi con tướng Laurel này, mình thích nhất là nghe cái câu của người lồng tiếng á. Cái câu là không ngại thất bại, chỉ sợ mãi lặp lại một sai lầm. Tự nhiên nghe câu đó nó đã hay sao các bạn. Các bạn có thấy câu đó hay không nè? Về cái phần bản ngọc của con tướng Laurel mình lên như sau: ngọc đỏ mình lên cho nó là tóc đánh công phép, ngọc tím mình lên cho nó là công phép và hút máu phép, cuối cùng là ngọc lục mình lên cho nó là công phép và giảm thời gian hồi chiêu. Đó chính là cái bản ngọc mà mình lựa chọn trong ngày hôm nay. Nghe rồi thấy mụ nội luôn rồi, ăn sai con rồng lộn rồi chưa? Terras của ta kéo rồng ra tương đối là xa và cái lượng sát thương chúng ta không đủ khiến cho con rồng nó bị hồi lại. Thiên huyền thoại đã được lên, khả năng chống chịu chúng ta sẽ được gia tăng lên rất là nhiều đây. Có thể sẽ là đánh nhau luôn hay không đây? Đang là một tình huống giao tranh núp lần tầng trường đến từ cả hai team. Khi cô anh ta đang đẩy lén tay của đường trên đó, Amelie cũng đã đến trấn thủ rồi. Và Then, anh ta đang núp lùm, anh ta đang là một con mắt di động, chiếc lao cơ khí chuẩn lên người của cô đàn Cleese. Reese đã phải nằm xuống. Xin lỗi anh em đọc sai tên nha. Mập địch nuốt chửng được Then rồi, nhưng nói chủ yếu là màu mà thôi. Anh ta bật luôn cho mình cái lệnh bài phong thần hay gì đó. Team bạn mất đi một người rồi. Con xe đang tràn tới, BD đang tới luôn. BD có thể hỗ trợ được không đây? Cái sát thương đến từ anh ta là không thể nào dọn dẹp được đợt lính đâu nha. Khí khô kìa, gậy như ý, ẩn thân thuật bá đạo thuộc về cho Amelie. Hai thành viên team bạn đã phải nằm xuống rồi. Mập địch sẽ là người thứ ba mà thôi ăn phải cái liên quan cướp của Amelie luôn các bạn ạ. Amelie của ta đang được tỏa sáng, của ta đang sáng chói, của ta đang bị xói chén. BD tiếp tục lao vào, BD đang cố gắng cứu thiên cái trụ nhưng không thể nào cứu thiên được luôn. Vaulet sẽ là người cúng cùi nằm xuống anh em mà, ý lộn là người thứ tư ha. Reese xuất hiện rồi nha. Máu nhưng thành viên chúng ta mỗi đứa còn một chấm máu mà thôi. Ba đứa rồi, Amelie bị trụ bắn rồi kìa. Khí khô còn 10 giây nữa anh ta sẽ được hồi sinh. Máu mình không còn nhiều, mình chọn giải pháp tạm thời rút lui. Đợt lính cũng không còn nữa. Khí khô còn 3 giây nữa, nó sẽ cực kỳ nguy hiểm nha anh em ạ. Excalibur được dùng ra, họ đang muốn chấm dứt trận đánh này. Rồi xong phim, đậu xanh rau má thằng Kiko, nó được hồi sinh.
Và ba thành viên của team chúng ta đã phải lên dĩa cùng một lúc luôn các bạn à. Cái tội tham thì tham ha. Đợt lính nó còn có một tí máu thôi, nhưng họ vẫn cố gắng ở nơi đó. Và họ không áp dụng cho mình cái chiến thuật được gọi là trốn lùi. Và đó chính là cái kết dành cho họ. Với ba thành viên nằm xuống, họ đã bắt đầu có được một lợi thế. Họ bắt đầu có được một khoảng trống. Họ bắt đầu lấn ra khu vực của con tà thần Caesar. Xác suất cao là họ sẽ ăn cho mình con tà thần Caesar. Chúng ta cùng nhau chờ đợi coi họ có tạo nên kỳ tích. Liệu rằng đây có phải là một trận đánh lật kèo hay không đây? Họ đang ăn cho mình con tà thần Caesar. Chắc chắn rằng họ sẽ có cho mình con tà thần Caesar. Nhưng đây có thể nó chỉ là một lợi thế về mặt tinh thần mà thôi. Bởi vì họ đã mất đi cho mình một đường lính siêu cấp. Và cái nhà chính của họ còn vỏn vẹn khoảng chừng 35% máu mà thôi. Họ cần phải dồn cái sự quan tâm nhiều vào cái đường giữa này đây. Mục tiêu cốt lõi của chúng ta ở thời điểm hiện tại chính là gây một lượng sát thương càng nhiều càng tốt lên nhà chính team bạn. Con rồng lộn đang bị tranh chấp hay chăng? Họ đang có cho mình con tà thần Caesar. Bùa lợi đó là hơi ghê nha. Khỉ khô bắt đầu cái ngưỡng độ anh ta nó tương đối là xanh xao rồi. The nổi về, khỉ khô anh ta tan hình kìa. Anh ta lộ diện rồi, anh ta bật cho mình cái gậy như ý. Mập địch tiếp tục bị làm chậm và làm chón. The anh ta ủi ra bằng cái sừng phòng, anh ta gục ngã rồi. Rồng tiên Void Predator vẫn đang khạc nhổ rất ghê. Chúng ta đu bám lên người của hai người đó chính là mập địch và con đàn Reese. Cô ta mất bướm rồi. Mập địch sẽ là người cúng cùi nằm xuống mà thôi. Ê lộn, người thứ tư nữa rồi ha. Ok con dê, trận đánh nó quá nhàn hạ đi các bạn à. Nhiều khi chơi con tướng lâu reo với cái bộ trang phục lạc thần này, mình cũng không có dám nói cái gì nó mang tính chất ẩn dụ này nọ các kiểu. Đó, phải bình luận theo cái kiểu nó đàng hoàng như vậy. Đó, cái trận đánh này nó tương đối là nhàn hạ. Để clip sau coi tìm con tướng gì bình luận cho nó máu lửa tí nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã dành ra thời gian quý báu để xem kênh Đệ Tứ. Và hẹn gặp lại các bạn ở những số video vào ngày mai nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Ai có nhu cầu mua hàng có thể ghé shop Đệ Tứ nha.